5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Một hai ba bốn năm sáu. Đây là bật tắt này. Mở cái là nó sẽ sáng đèn này. Sau khi mở cái là nó, mình nói trực tiếp vào cái này luôn là nó sẽ to ra. Alo, alo, 1, 2, 3. Còn đây là ghi âm, ấn vào đèn nó nháy nháy là đang ghi âm. Sau khi ghi âm xong tắt đi cái, bật ấn play là nó tự phát lại. Còn đây là nhạc này, đây là tăng giảm âm lượng của USB và các phát ra và ghi âm các thứ này.